Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày hôm qua ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ hôm nay, ở khu vực Bắc Bộ sẽ bước vào một đợt nắng nóng mới trên diện rộng. Cụ thể là trong ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-37 độ, riêng một số nơi như tại Mường La, Phú Yên, Mai Châu, Hòa Bình, nhiệt độ cao lên ngưỡng 38 độ. Độ ẩm không khí thấp nhất ngày phổ biến từ 45-60%. Quá trình mở rộng trở lại của vùng áp thấp nóng phía Tây cũng khiến cho nhiệt độ ở miền Trung tăng nhanh. Dự báo trong ngày hôm nay, số điểm nắng nóng 35-37 độ sẽ mở rộng xuống khu vực Trung Du và Đồng Bằng, các tỉnh từ Thanh Hóa tới Quảng Ngãi. Vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng gay gắt trên ngưỡng 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất trong ngày phổ biến từ 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12-17 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 6 năm 2021 ở khu vực Bắc Bộ. Còn ở các tỉnh Trung Bộ, nắng nóng có khả năng tiếp tục duy trì. Các tỉnh Nam Trung Bộ, khu vực từ Bình Định tới Bình Thuận, nằm ngoài vùng tác động của áp thấp phía Tây nhưng cường độ nắng dịu hơn, nhiệt độ ở ngưỡng từ 32-34 độ. Với phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam nhưng cường độ không còn mạnh, chỉ ở mức trung bình yếu, nên trên cả hai khu vực chỉ còn mưa về chiều và tối. Ban ngày, trời còn nắng sớm và thời gian nắng cũng kéo dài hơn, nhiệt độ ở Tây Nguyên trong ngày sẽ tăng lên ngưỡng từ 30-33 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ là từ 32-34 độ. Sau 15 giờ chiều, mây đối lưu sẽ phát triển, vì thế tại khu vực Nam Bộ mưa rào và dông dự báo sẽ tái xuất hiện ở mức rải rác, còn ở Tây Nguyên thì vẫn có mưa ở một vài nơi. Trên biển hiện nay ở khu vực ngoài khơi xa Philippines vừa xuất hiện một vùng áp thấp mang mã hiệu 99W. Hồi 5 giờ sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 5,5 độ Vĩ Bắc, 136,4 độ Kinh Đông. Dự báo trong những ngày tới, áp thấp này di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, theo mô hình của trung tâm dự báo hẳn vừa châu Âu. Đến 5 giờ ngày thứ hai, tức là ngày 31 tháng 5, áp thấp sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,5 độ Vĩ Bắc, 133,3 độ Kinh Đông, cách đất liền Philippines khoảng 750 km. Trong những ngày sau, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nhưng ít có khả năng di chuyển vào Biển Đông. Dù vậy thì chúng tôi vẫn quyết định đưa ra cảnh báo sớm tới cho quý vị và các bạn. Ngoài ra thì dự báo trong tháng 6, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động. Còn 6 tháng còn lại của năm 2021, nước ta có thể sẽ đón từ 9-10 cơn bão nữa, trong đó sẽ có khoảng từ 5-7 cơn gây ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên là từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh,
nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên, có mây đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ, có mây đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.